ai đã hạ độc thủ với muội? Là ai giết muội? Huynh nghĩ có lẽ là tên Đao Cuồng. Là hắn. Là tên Đao Cuồng nào vậy? Chính là tên Đao Khách đã chém chết Dương Tổng Điện Chủ. Thật không ngờ hắn ta lại mò đến chúng ta. Tống đại ca, sao huynh lại biết? Vết chém trên người hắn giống hệt như vết chém trên người Dương Tổng Điện Chủ. Các người hãy yên tâm, cho dù ta phải mất mạng này cũng phải tìm cho bằng được. Ra mở cửa đi, nhanh lên. Kêu cái gì chứ, huynh tự đi mở không được sao? Phiền phức quá. Quan mở cửa đó. Trời ơi, Nhược Nam nhắc đi nhắc lại hoài, đừng có để cho người ta thấy lão bá đó. Chút nữa là quên mất rồi. Để ta ra mở cửa cho. Là người hay là ma, để ta cản lại. Không cho nó vô đây. Cảm ơn nhiều ha. Ta biết là muội mà, phá giấc ngủ của người ta. Đi thôi, đi kỹ viện với muội. Ê trời ơi, đi kỹ viện bây giờ khuya quá rồi, ngày mai huynh đi vậy? Huynh đùa với muội mấy ngày rồi, đêm ra nhất định phải trả cho muội đó. Ê, trả nợ cũng phải có lúc chứ, đi vào kỹ viện phải có tâm trạng tốt mới đi được. Hôm khác đi, hôm khác quên đi. Mùi không cần biết quên tâm trạng tốt hay không. Tóm lại, đêm nay quên nhất định phải đi với mùi đi. Nè. Người trong đó là bạn của quên đó. Tuy rằng quên không biết mục đích của mùi đến đây là gì, nhưng mà thấy bốn tên hộ vệ của mùi thì biết là cái đồ khác rồi. Khôn hồn thì đừng động vào bạn của quên. Huynh cũng có nhiều bạn lắm chứ. Hả? Ở những nơi như vậy huynh cũng có bạn nữa sao? Không lẽ ở trong đó có một mỹ nhân kiều diễm mà. Vậy thì muội phải vô trỏng xem thử mới được. Nè, muội đừng gây chuyện phiền phức có được không? Gây chuyện phiền phức? Vậy muội sẽ gây chuyện phiền phức cho bà xem. Nè, muội thật là càng lúc càng quá đáng đó nha. Quá đáng? Giữa hai chúng ta còn có gì quá đáng nữa không? Cũng không sao, giả lại chuyện mà được huynh hứa rồi, huynh cũng đã từng nuốt lời. Nhưng mà muội nói cho huynh nghe, lần này là lần cuối cùng, muội không tin huynh nữa đâu. Nè, đứng lại đó. Ta tin rằng ta có thể, nhưng xin muội đừng động đến bạn của huynh nữa. Không được. Ở đại ca, chúng ta uống thêm vài ly nữa đi ha. Uống thêm vài ly nữa đi. Uống vài ly đi. Thiệt là phiền phức mà. Ngày nào cũng uống rượu say, làm người ta ngủ không yên giấc. Ngay gì ta? Mong người mau thức dậy đây. Các người muốn ép cho ta chết phải không? Đao Cuồng giết người, trăm người trăm chết. Đao Cuồng giết người, trăm người trăm chết. Đao Cuồng, Đao Cuồng, ta chính là Đao Cuồng đây. Mày dám mạo danh ta?
ai dám bảo danh to? Ai dám cản đường ta? Này có sao không? Không không sao. Ai đâu? Nè, không sao chứ? Tiểu Quyên à, muội sao rồi? Tiểu Quyên, Tiểu Quyên, Tiểu Quyên. Khoan đã, bọn chúng có người cứu, chạy thôi. Thì ra là hắn ta. Muốn tìm được chưa? Tìm không được thì về thôi. Vừa mới tìm thôi, Quynh lại muốn về. Trời ơi, không phải Quynh muốn về mà là muốn tốt cho muội thôi. Muội kêu Quynh im thì Quynh im ngay. Nè, Quynh hỏi muội. Muội kêu Quynh đến đây để tìm đồ cùng muội, muội lại không nói cho Quynh nghe muội muốn tìm đồ gì, lại không cho Quynh nói gì cả. Quynh đến đây làm gì? Quynh về nhà còn hơn. Quynh đã đủ chưa? Nói nhỏ tiếng một chút đi, làm kinh động đến người ta, người ta tưởng mình là ăn trộm nữa. Ăn trộm thì ăn trộm, có sao đâu. Ê, hey, muội là nhị thế tử phi của Kim Quốc đó nha. Đến Lâm An để làm ăn trộm, nếu bị người ta đồn ra ngoài, không phải là trò cười cho thiên hạ sao? Ai nói muội đến đây ăn trộm? Muội đến đây để tìm đồ mà. Phải rồi, đến tìm đồ một cách vụng trộm. Trời ơi, Quynh nói hết chưa? Quynh nói hết rồi, về nhà thôi. Muội đâu có nói là muốn về đâu. Muốn về Quynh về một mình đi, muội ở lại đây. Chúng ta là cùng đến đây, muốn về phải cùng về chứ. Ê, có người đến, trốn đi. Ai đó? Ai nói chuyện gì? Có phải là Kim Ca không? Nè, Quynh đây nè. Kim Ca. Việt Nam. Quynh quen cô ta sao? Sao khuya rồi vẫn chưa ngủ? Cũng không quen lắm. Nè, đừng giỡn mà. Không quen lắm mà nhận ra cô ta. Xem ra sự qua lại của hai người cũng tốt lắm chứ. Nếu như không phải Quynh, vậy nhất định là có người khác rồi. Quynh đến đây sao để có người khác người nữa? Là cô ta sao? Rõ ràng là mình nghe thấy có người nói chuyện mà. Không phải đâu. Thiệt đó. Quynh nói dối nhìn kìa. Mặt đỏ trừng. Vô đó xem đi. Trong đó đâu có ai đâu. Sao mùi thấy Quynh không mặc được chứ? Mùi cũng nhéo Quynh đau vậy. Thật đó. Tại sao Quynh không tin mùi chứ? Theo mùi vô đó đi. Cô ta nhìn thấy Quynh nhất định còn nhéo Quynh đau hơn mùi nữa đó. Xem đi, nhất định là có người ở đây đó. Đâu có ai đâu. Rõ ràng là có người ở đây mà. Ê, thôi được rồi, được rồi, mùi về phòng ngủ đi. Tại sao Quynh không tin muội chứ? Về ngủ đi. Có người thật mà. Thấy chưa? Đã nói là muội trách làm người ta rồi mà. Đàn bà như muội hả? Thật là độc ác nha. Muội đau lắm hả? Quynh nói thì đau, nhưng không biết người ta có đau. Thôi đi, muội đâu phải đấm bóp cho Quynh đâu. Còn phải tìm nữa hả? Đương nhiên phải tìm tiếp rồi, đi thôi. Ê, sao mày lâu dữ vậy? Không có sao đâu, đệ cũng quen rồi mà. Ê, khỏi cần gì nữa, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hả? Về, về quay, muội tự tìm. Ê, này này nè, đừng giận Quynh nữa mà. Quynh còn không hiểu muội sao? Quynh rất thích tính tình của muội đó hả? Việc càng khó làm á thì càng thích làm. Quen muội bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ Quynh không biết sao? Chuyên khiêu chiến những việc khó làm không à? Trước sau gì mà cũng cắt lưỡi Quynh. Cắt ra để làm gì? Cho chó ăn. Lưỡi Quynh thúi như vậy, lũ chó thích ăn nhất đó. Muội, ê, muội nghĩ đi đâu rồi? Đồ vô lại. Quynh đã kêu muội về ngủ sớm cho rồi. Bọn hồi vệ nhất định đã về dịch quán trước rồi.
Im miệng đi. Làm ám hiệu cũng nhỏ tiếng như vậy sao? À phải, à, không có gì, à, không cần làm ám hiệu nữa. Quên đi tìm bọn họ đi hả? Kỳ lạ thật, tại sao trên tường có vết máu chứ? Là người nào làm vậy? Ngươi là ai? Các ngươi hành hạ ta bao nhiêu năm nay, hôm nay ta phải thay cơ hành đạo. Ngươi là ai? Thanh diện thú Dương Chí. Ngươi đừng bà ác độc như ngươi, ta đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay ta phải trả thù. Đào phá khoáng rất giỏi, chạy mau đi. Chạy mau đi. Bọn chó kia, ta phải giết chết bọn chó kia các người. Ngươi là ai? Những người này có phải là ngươi giết không? Đến đây, tối nay ta phải giết ngươi cho bằng được, để cho ngươi không được giết người. Hậu quý đệ, sau này ta gặp lại ngươi. Kim ca. Dương Nam, tại sao lại như vậy? Quỳnh cũng không biết nữa. Quỳnh vừa tới đây đã như vậy rồi. Lúc nãy có một sát thủ cuồng loạn. Sát thủ cuồng loạn? Đứng lại, không được chạy. Là ngươi à? Thật là hữu duyên thiên lý năng tường ngộ. Lần này ngươi phải giải thích thế nào đi. Giải thích cái gì? Ta cũng vừa mới tới đây thôi. Chỉ bằng câu nói này của ngươi, tại sao ta phải tin ngươi chứ? Nếu như là ta làm, ta giải gì còn ở lại đây để đến đây để bắt ta. Vậy ngươi nào làm? Lúc nãy ta thấy được có một người mặc áo đen, nhưng mà không thấy mặt của hắn. Trên tay của hắn cầm một cây đao dính đầy máu, rất có thể là tên Đao Cuồng đó. Đao Cuồng? Hắn ta gặp ngươi, tại sao không giết ngươi chứ? Có lẽ là giết không kịp. Nói vậy, hắn ta gặp ngươi, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nói rất đúng, hắn ta lợi hại như vậy, quýnh đỡ không được vài chiêu thì đã mất mạng rồi. Cao đại nhân, tổng cộng có 4 thi thể, 2 nam và 2 nữ. Đi, đưa ta đến Hồng Tụ thư viện. Không được, các ngươi không được tùy tiện nhiễu loạn dân cư. Dân cư? Hồng Tụ thư viện trở thành dân cư từ lúc nào? Trong Lâm An thành này không có nơi nào ta không đến được. Ê, ngươi nè, Nhân Nam, đi thì đi, để xem hắn điều tra được những gì. Trời ơi, các ngươi làm cái gì vậy? Trời ơi, nè, đêm hôm khuya quá, chúng tôi đã đóng cửa rồi, dẫn theo nhiều người đến đây làm gì? Nếu có chuyện gì thì ngày mai đến đi. Trời ơi, cái gì vậy? Là bằng vàng thôi mà. Tức Đường Gia có ở đây không? Tức Đường Gia? Thì ra vừa gặp Tung Kim Bài Ngân Bài ra muốn gặp Tức Đường Gia chúng tôi. Đáng tiếc là bây giờ Đường Gia chúng tôi không thèm những miếng vàng miếng bạc mẻ này không đâu. Không được nói nhiều. Cô ta đâu? Phải rồi, cô ta ở đâu? Các người còn rõ hơn tuổi này mà. Phải. Nếu như có chuyện cần, các người tự đi tìm đi. Phải đó, tự tìm. Không cần nói nhiều nữa. Lục Xác. Không được lên đâu. Đừng có hù dọa tuổi này. Thừa lúc Đường Gia chúng tôi không còn đây, các người muốn làm gì hả? Xét chứ, tại sao lấy người ta ra hại chứ? Đừng có động đến là đánh người nghe. Ngươi làm gì vậy? Tìm không ra hung thủ lấy Hồng Tụ thư viện ra hả giận hả? Đúng vậy đó. Đúng đó. Cao đại nhân, không tìm ra người nào khả nghi cả. Tìm không ra hung thủ thì đến bắt bớ bừa bãi à? Người nói đúng lắm. Ta phải làm phiền hắn theo tay về Lục Phiến Môn một lần. Hả? Ngươi thật sự muốn bắt Quỳnh ấy sao? Chỉ có hắn thấy được hung thủ, hung thủ lại không giết hắn ta. Ta đương nhiên là có lý do đưa hắn ta về hỏi rõ chuyện này. Ngươi đúng là đồ vô liêm sĩ mà. Ngươi muốn hãm hại người tốt. Hồng Lão, ngươi dám nói cậu đây nhân vậy hả? Ta chỉ muốn hắn làm chứng thôi. Hắn ta là quan minh chính đại, sợ cái gì? Lục Phiến Môn của Cao đại nhân đâu phải là âm ty địa phủ của Diêm Vương. Ta sẽ theo ngươi đi. Cao đại nhân, Kim Ca đã được đưa đến. Kim Cao huynh đệ, mời coi. Sao hả? Không nể mặt ta? Không dám. Ta chỉ sợ là có ám khí thôi.
Một mai bị ngài khóa thân lại lần nữa, muốn chạy cũng không chạy thoát được. Tục ngữ có câu, không đến không quen nhau. Cho dù không có cảm tình cũng có giao tình. Sự hiểu lầm trước đây chúng ta hãy ngồi xuống nói rõ với nhau. Cao đại nhân, nếu có gì xin ngài cứ nói đi. Vậy được. Nếu vậy thì ta hỏi người, hung thủ thật ra là ai? Thật sự là ta không biết. Người không biết mới là lạ đó. Hắn ta không giết người, chẳng lẽ các người quen biết với nhau? Xem ra trong mắt của Cao đại nhân ta cũng rất đáng giá đó. Không chỉ biết được là có kho báu mà còn quen biết rất nhiều người nữa. Ta thật là không hiểu nổi. Với thân phận và địa vị của Cao đại nhân, tại sao lại lưu ý đến ta vậy? Không lẽ ta nợ ngài điều gì à? Có lẽ đó là ân quả của kiếp trước mà thôi. Một cả đời ta phải tính cho rõ với người. Ngươi vừa đặt chân đến Lâm An Thành, mọi việc đều có liên quan đến người. Trái lại những việc này, ta không thể không lo đến. Chúng tôi vừa đến Lâm An Thành thì sư phụ của ta đã qua đời. Không lẽ là liên quan đến ngài sao? Không phải là ta muốn ông ta chết, mà là ông trời không tha cho ông ta thôi. Người đúng là tên khốn kiếp. Ngài có nhiều lần đến Hồng Tụ Thư Viện để dò la, cũng chỉ vì ta mà thôi. Người sai rồi. Đó là vì bí mật người biết. Bí mật? Nói tới nói lui cũng là bí mật kho báu của Lương Sơn. Người biết như vậy là tốt rồi. Ngài cứ cho rằng sư phụ đã nói về bí mật của kho báu với ta, cho nên ngài chưa từng buông tha ta, chỉ vì muốn biết rằng ta có đi tìm kiếm hay không. Hay lắm. Rốt cuộc ngươi cũng đã nhớ lại. Bây giờ nhớ lại vẫn chưa muộn. Nếu như từ đầu ngươi ngoan ngoãn nói ra, vậy chúng ta sẽ không có phiền phức. Nhưng mà nếu như chuyện ta muốn nói với ngươi, không cách nào làm vừa lòng đại nhân. Thật ra ngài muốn gì đây? Cũng không nhiều lắm. Năm xưa vì muốn truy tìm tặc khấu còn lại của Lương Sơn, ta sẽ mất mạng. Bây giờ tìm thêm vài người chết cho có bạn cũng không quá đáng lắm. Ngài đừng giết người vô tội. Muốn biết chuyện gì cứ tới tìm ta đi. Vậy được. Người nói cho ta nghe, thật ra là cất giấu ở chỗ nào? Từ nay trở đi, ân quán với hai ta coi như không còn nữa. Bản đồ kho báu. Người quả thật đã biết. Kiếp ca, cái đuôi hồ ly của người rốt cuộc cũng chịu ló ra. Ở đâu mà ngài có được? Điều này người không cần lo. Người chỉ cần nói ra kho báu cất giấu ở đâu. Đừng nói là ta không biết. Cho dù biết đi chăng nữa cũng chưa chắc ta sẽ nói cho ngài biết đâu. Ngài không phải là hậu duệ của Lương Sơn, dựa vào đâu mà muốn lấy kho báu? Người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Xem ra lần này chúng ta không đánh không được rồi. Được, người muốn làm anh hùng, ta khiến người phải trả giá. Ta không muốn làm anh hùng hảo hán gì cả, mà là không muốn làm một thằng khùng chó săn. Ông trời đã an bài ta là đồ đệ của Lỗ Chí Thâm sư phụ, và muốn ta phải đối mặt với ân oán của ông ta để lại. Không cần biết phải gánh vác bao nhiêu, ta cũng phải gánh lấy. Nói cho Quỳnh biết, mùi đến Lâm An Thành làm gì? Mùi đại diện cho Kim Quốc đến nước Tống này giải quyết một ít việc nhỏ trong ban giao bình thường. Ban giao bình thường? Vậy tại sao người mặc áo đen đó đã giết chết những hộ vệ của chúng ta, sau đó còn truy sát mùi nữa? Mùi đâu phải hắn ta, sao huynh hỏi mùi chứ? Huynh thấy không có đơn giản chút nào. Huynh cũng là người nước Kim, sao hắn lại không truy sát huynh? Huynh bị bệnh rồi. Chai thuốc này là mùi tặng cho huynh. Mùi nói rằng huynh ở ngoài đánh nhau với người ta, nhất định có trường hợp bị thương, cho nên cần có thuốc để thoa. Cảm ơn. Thân phận của mùi bây giờ không giống như xưa nữa. Có gì không giống? Mùi bây giờ là Thái tử phi. Với thân phận của mùi thì không cần thiết làm những việc nguy hiểm đến tính mạng của mình. Quỳnh không hiểu. Quỳnh không thể hiểu đâu. Lúc xưa đích thực là Quỳnh không biết gì hết, nhưng bây giờ thì Quỳnh đã hiểu. Chúng ta phải trân trọng tình cảm xưa kia của chúng ta. Còn muội thì càng phải trân trọng hiện tại của muội.
nếu không muội sẽ hối hận. Muội không cần huynh dạy. Đại phu à, vết thương của muội bây giờ thế nào rồi? Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà vết thương của cô ta nặng quá. Đại phu à, xin ông nghĩ còn cách nào cố gắng cứu sống muội ấy đi. Vết thương ở bụng của cô ta thật là rất nguy hiểm, với lại mất máu cũng nhiều lắm. Nhưng mà nếu như qua được đêm nay, qua mai còn có cơ hội sống sót đó. Tiểu Quyên mạng lớn lắm á, muội ấy nhất định sẽ qua. Vậy thì huynh phải chăm sóc cô ta cho kỹ đó. Cảm ơn đại phu. Mua thuốc xong chưa? Ngộ Mộng đang đi mua. Không biết chúng ta đã làm sai chuyện gì mà cứ cách vài bữa là có người đến gây sự. Đừng nghĩ là bọn chúng cố ý đến đây, khiến chúng ta suýt nữa đã mất mạng rồi. Để thấy mấy tên sát thủ đến đây hôm nay có gì kỳ lạ lắm. Cái đang bận của chúng hả? Rất giống như tên đau cuồng giết người không chớp mắt gần đây đúng. Đau cuồng gì chứ? Người ta thay trời hành đạo, chỉ giết những người cần phải giết thôi. Chúng ta quang minh chính đại và không có làm chuyện gì mờ ám hết, tại sao giết chúng ta? Đừng có nói nữa. Chính là huynh có lỗi với mọi người. Quả này là do huynh gây ra, khiến mọi người bây giờ phải như vậy. Lấy đại bổn sự huynh đừng như vậy mà. Huynh biết ai là hung thủ sao? Đại bổn sự huynh nói ra đi, có những gì cứ nói ra đi, để mọi người cùng nghĩ cách mà. Thôi đừng nói nhiều nữa, nghe nè. Quả là do huynh gây ra, để huynh tự giải quyết. Bất kể như thế nào, huynh cũng phải giải thích cho mọi người biết. Nè, huynh định đi đâu vậy? Huynh làm gì vậy? Huynh đi một mình, huynh không sợ chết sao? Nếu như muốn đi, chúng ta cùng đi, đi thôi. Nè, người nào làm thì người đó chịu. Chuyện này cứ để một mình huynh gánh lấy. Đại bổn sự à, huynh nói như vậy không có được đâu. Lúc đó chúng ta đã nói với nhau như thế nào? Nó là đồng sinh đồng tử mà, không lẽ huynh rồi sao? Huynh không muốn mọi người cùng đi với huynh đi nạp mạng. Cho dù có chết cũng phải chết chung. Phải đó, liều mạng với bọn chúng. Nếu là huynh đệ thì đừng có cản huynh. Đây là một chuyện nam tử hán cần phải làm. Đại bổn sự, chăm sóc Tiểu Quyên cho kỹ, nghe rõ chưa? Nè, thật là uổng công bao nhiêu năm tìm kiếm, bây giờ tìm được lại không uổng chút công nào. Đúng là ông ta. Dương Chí, thì ra ngươi ở gần đây. Vậy mà ta cứ cho rằng phải đi đến cùng trời cuối đất mới tìm ra ngươi được. Người trên thế gian này đều nghĩ là Lương Sơn hảo hán, một số đã chết, một số chạy trốn. Thời thế đã thay đổi đến tận cùng. Thật ra họ đã đoán sai rồi. Nhị Thúc à, ý của Thúc Thúc muốn nói là Giang Sơn đời đời suốt canh hào, Lương Sơn hảo hán không còn nữa. Nhưng mà đạo lý của Lương Sơn vẫn còn đây mà. Không sai, tại vì có con. Những người như con có rất nhiều hậu duệ của Lương Sơn, cho nên lá cờ thay trời hành đạo này vẫn còn có các con tiếp tục dựng nó. Các thúc ba có để lại một ít đồ cho các con. Sau này nếu có cơ hội gây dựng lại Lương Sơn, các con nhất định sẽ dùng đến. Nhưng là cái gì vậy? Tại sao con chưa từng nghe ai nhắc tới? Đương nhiên rồi, chỉ có 5 người biết chuyện này. Tổng đại ca, ta và còn có lỗ sư phụ, thành viện thú Dương Chí và Lý Quyền. Vậy chừng nào Thúc Thúc mới dẫn con đi xem? Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Sau này khi đã lớn lên và sau khi gây dựng lại sự nghiệp, ta sẽ đích thân đưa cho các con. Vậy phải chờ đến bao giờ nữa? Làm việc lớn không nên nôn nóng. Con phải nhớ, phải học hỏi nhiều ở cha con. Dương Chí, bây giờ chỉ còn lại một mình ông. Của ta thì sẽ là của ta, người khác muốn giành cũng giành không được. Cho thêm mình rượu đi. Thiên long yên thiên thần trai thơ, tha san thi ý thơ, xin thiên yêu trang ba sở miêu quản chi yên hợp thiên ta tình yêu, thị trung liều thâu hù lão quán thiên
三产那驴问候，他那当然那条一声吼，火烧了。你给一百人，刚才我叫上我。Huynh đã nói là mùi không cần phải tới đây. Lạnh như vậy, cô chừng cảm lạnh nữa. Mùi không sao đâu. Nhưng mà người của Tiểu Lương Sơn thì có chuyện rồi. Đại bổn sự đánh nhau với người ta à? Không phải đâu. Đêm hôm qua ở Miếu Thành Hoàng, có người muốn giết chết họ. Hả? Có ai bị thương không? Mùi cũng không rõ lắm. Cho nên mùi đến chờ huynh ra để cùng nhau đi thăm thôi họ. Được, ta đi thôi. Ủa, đi đại bổn sự huynh ấy đâu rồi? Huynh ấy có phải lại ra ngoài gây chuyện nữa không? À, không phải đâu. Đại bổn sự nói rằng chuyện này là do huynh ấy gây ra, để huynh ấy tự giải quyết. Huynh ấy đi đâu rồi? Huynh ấy... Đại bổn sự nhất định biết ai là hung thủ, có phải không? Có hỏi huynh ấy rồi mà huynh ấy không có chịu nói. Đại bổn sự này hay nhất là như vậy đó. Nè, Nhược Nam, đại bổn sự làm như vậy nhất định là có nỗi khổ riêng. Mọi người gặp chuyện như thế nào? Bọn sát thủ đó... Bọn sát thủ đó rất là tàn ác. Từ lúc bọn này đang ngủ thì ra tay, vừa ra tay thì đánh bị thương Tiểu Quyên rồi. Bọn chúng vừa tới là ra tay. Phải không? Thực ra có thù oán gì với các huynh đệ không? Ê, thật ra tụi này nghĩ là lần này chết chắc rồi, không ngờ đột nhiên gió lại đổi hướng. Cái gì gió đổi hướng? Thật ra nghĩ là chết chắc rồi, không ngờ đột nhiên xuất hiện một tên đau cuồng. Đau cuồng? Có phải là một người tóc tay bù xù mà có đen, trong tay cầm cây đao? Sao huynh biết vậy? Có phải là người chúng ta gặp hôm bữa không? Nè, Đậu à, huynh hãy nói tiếp đi. Tên đau cuồng đó thật sự là rất lợi hại. Nè, đừng nói chuyện vô ích nữa, tiếp tục nói ra đi. Phải đó. Không có nói lừa thôi đâu, đúng là sự thật mà. Tên đau cuồng đó vừa ra tay thì đã giết một sát thủ không còn manh giáp. Thật kỳ lạ. Đau cuồng, tại sao tự nhiên lại đánh nhau với bọn sát thủ đó? Để thấy kỳ lạ lắm nha. Đau cuồng vừa đến nơi thì chỉ mắng bọn sát thủ sao mà danh hắn, mới nói là phải trời hành đạo. Thay trời hành đạo à? Lại là thay trời hành đạo, sao giống lão bá quá vậy? Phải đó. Thật là kỳ lạ. Còn nữa, còn một chuyện kỳ lạ hơn nhiều nữa. Cái gì? Các người có biết đau cuồng là ai vậy? Thanh diện thú Dương Chí. Hả? Dương Chí? Nếu không phải là ông ta thì đao pháp đâu có lợi hại như vậy chứ, có đúng không? Nếu ông ta là Dương Chí thật á, sao ông ta lại bị khùng chứ? Không phải đâu. Có chuyện gì vậy? Ở đây chỉ có các huynh thôi sao? Không phải. Đúng rồi. Vậy lão bá đó đâu rồi? Lão bá. Là vì lão bá mà mọi nhờ các huynh xem chừng đó, ông ta đâu? Lão bá đó chắc là mình ai vô sự không sao đâu. Xin lỗi ngay Dương Nam, lúc đó bọn này do chạy trốn cho nên không có nghĩ đến ông. Trời nè, ơi Dương Nam à, không cần nông đống, có lẽ ông ta quá sợ hãi thôi, từ lúc lộn xộn đã chạy thoát rồi. Hả? Không sai, nhất định là như vậy. Chúng ta đi tìm ông đi. Tôi được. Nè, hai người hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đi trước nha. Đi. Anh Tiểu Quyên. Tiểu Quyên. Tiểu Quyên. Tiểu Quyên. Tiểu Quyên. Nè, Dương Nam mà muốn đi đâu vậy? Thì tìm lão bá đó. Vậy còn đại bổn sự phải lo cho huynh ấy chứ. Lâm An Thành không phải là Miếu Thành Hoàng, đại bổn sự lại không phải là con nít, làm sao biết huynh ấy đi đâu chứ? Nhưng mà vì lão bá đó, nếu một mai ông ta bị giật kinh phong rồi thì phải tính sao đây? Nè, Lâm An Thành không phải lớn, nhưng mà cũng không phải nhỏ, không phải lần nào chúng ta cũng gặp may mắn như vậy đâu. Phải rồi, mụi biết lão bá đó ở đâu rồi. Nè, đi theo mụi. Mụi biết thật à? Mụi đương nhiên là biết rồi, đừng lôi tôi như vậy nữa, đi theo mụi đi. Nè. Lão bá. Ông ở đâu vậy? Lão bá à, ông ra đây đi. Nè. Trời ơi, sao lại không có ở đây vậy? Lần trước ông ta ở đây mà, tại sao không gặp ông ta lần chứ? Lần trước chẳng qua là trùng hợp thôi, nếu như ông ta ở đây chờ mụi á thì là tâm ý tương thông rồi. Không thể nào đâu, chúng ta hãy tìm lại thử xem nha. Lão bá, ông có nghe thấy không? Đừng có mất thời gian nữa mà, chúng ta tới chỗ khác tìm đi. Đi thôi, đi. Lão bá. Đi. Ôi trời ơi, sao ông ta lại nằm ở đây vậy? Trời ơi, quá nghiệp quá. Hả? Lão bá. Làm ơn trích ra, làm ơn trích ra. Đại đau đâu? Lão bá. Đại đau đâu? Đại đau. Lão bá. Thì ra ngoài đây hả? Cô nương đi đâu vậy? Tôi ở đây đợi cô nương lâu lắm rồi. Sao ông không ở lại Miếu Thành Hoàng, ở lại với các huynh đệ bổn sự chứ? Tại sao lại một mình đi đến nơi đây vậy? Đêm qua thật là đáng sợ nha. Bọn họ chạy đến giết người, ta không có chỗ ẩn nấp nên một mình chạy đến đây đó. Nè, không có chuyện gì đâu, mọi người về đi. Được rồi, không có chuyện gì hết. Chúng ta về thôi. Không có sao đâu nha. Mình về đi. Ta đói bụng quá, ta muốn ăn cơm. Lão bá đói bụng hả? Vậy cũng được, chúng ta về đến nhà, con sẽ nấu đồ ăn cho lão bá ăn nha, có được không? Tiểu cô nương à, cha cô lớn tuổi như vậy đừng có để ông ta đi lung tung nha. Nè ông. Chúng ta về nhà thôi. Nè, hay là đưa ông ta tới Miếu Quan đi, ông ta vốn là ở đó mà. Không được, ở đó không có ai chăm sóc cho ông ta cả, mình không yên tâm đâu. Tôi đến Hồng Tụ Thư Viện đi. Được,
chúng ta về Hồng Tụ thư viện. Lần này bất kể thế nào, muội cũng sẽ không bỏ rơi ông ta nữa. Muội yên tâm đi, nhất định không có chuyện gì đâu. Được rồi, chúng ta đi. Có ai đó không? Đây, đây, đi. Nè. Làm cái gì vậy? Nhìn vẻ mặt của hai người, hình như có người xấu, có phải không? Không phải là người xấu, mà là người đàn bà đó. Có một người đàn bà còn phiền phức hơn người xấu nữa. Phải đó, đàn bà là kẻ hại người. Kẻ hại người đó, ta ghét nhất là đàn bà đó. Đi theo con. Nè, Dược Nam, con đưa ông ta về à? Thật ra là muốn gì nữa đây? Gì à? Con định giữ lão bá này ở lại đây. Bất kể thế nào, con cũng muốn giữ lão bá này ở đây. Nếu gì phản đối con, ai mà phản đối chứ? Dì không phản đối. Sao dì lại phản đối? Lần này con muốn làm gì cũng được, như vậy có được chưa? Dì à, thôi được rồi, các con đưa ông ta về đây thì phải chăm sóc tốt cho ông ta, mau sắp xếp chỗ cho ông ta. Bà ta là ai vậy? Kim ca, muội không phải nằm mơ chứ? Chuyện này vốn là không có xấu như muội tưởng đâu, là muội tự mình lo sợ thôi. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nè, đi thôi. Câu này lại đánh hơi thế gì nữa? Con sói hoang dã này một khi cắn được con vật nào không dễ dàng nhả ra đâu. Tống đại ca, chúng ta nên tính thế nào đây? Có cần phải ra tay trước không? Bây giờ vẫn chưa phải là lúc ra tay. Chuyện chúng ta tính được, người ta cũng tính được. Chúng ta không những phải theo dõi Hồng Tụ thư viện, mà còn phải giám sát Lục Phiến Môn. Cho thêm vài huynh đệ nữa đến Lục Phiến Môn giám sát ngày đêm. Khi có hành động gì báo lại cho ta biết ngay. Dạ. Dạ. Cao Tiểu Cầu, ta không biết ngươi muốn gì. Tóm lại, đồ đó là của ta, ngay cả ngươi ta cũng lấy luôn. Tốt, bọn họ đã về Hồng Tụ thư viện là tốt nhất. Ý ta cũng muốn họ làm gì vậy? Tức Hồng Lệ, cô tưởng rằng chỗ dựa của cô chắc lắm sao? Có chỗ dựa rồi thì ta không làm gì được à? Nước cờ này cô đã tính sai rồi. Nhưng mà chúng ta phải nói sao với hoàng thượng đây? Hắn ta hiện giờ đang ở Hồng Tụ thư viện, ai lại dám đến đó bắt người? Chuyện đó thì khó, nhưng vẫn có người thích làm. Chuyện khó này tuyệt đối không làm ta nản lòng. Những thi thể đã chuẩn bị xong chưa? Đã làm theo lời của ngài rồi, để hết trên xe. Báo cho họ biết xuất phát ngay lập tức. Ta muốn đến dịch quán. Dạ, cao đại nhân. Bây giờ ta muốn đi lấy vốn để làm chuyện khó đó. Nếu có được số vốn này, đừng nói là Tức Hồng Lệ, cho dù là hoàng thượng cũng phải nhường đường cho ta. Nếu như thi thể của họ mà trong tay những vị quan khác, nhất định sẽ rắc rối lớn. Thái tử phi à, lúc đó bà nhất định mà khó giải thích. Ngươi đừng ở đó nói bậy. Cao Tiểu Cầu này làm việc xưa nay rất khác người ta. Việc người khác quan tâm là đi sau họ mới giết ai là hung thủ, còn ta thì nghĩ cái chết của họ có đáng giá hay không. Đáng giá? Đáng giá gì vậy? Thái tử phi bà rất thông minh, tại hạ nghĩ không cần phải nói rõ ràng. Thái tử phi dẫn theo tứ đại hộ vệ không ngại đường xa đến Lâm An thành này, không phải chỉ vì muốn thách đấu với giặc quân già thôi chứ? Vậy ngươi nói ta nghe thử, mục đích chính của chúng ta là gì?
Thật không dám giấu giếm, thật ra mục đích của cao mổ này và mục đích của Thái Tử Phi đến đây cũng giống nhau thôi. Giống nhau thế nào? Chúng ta cùng là người đi săn. Vật săn là một con thú, thú mặt xanh. Nói tiếp đi. Thái Tử Phi cũng biết rất rõ, con thú này ẩn náu trong Hồng Tụ Thư Viện, và đương gia của Hồng Tụ Thư Viện lại là Tức Hồng Lệ. Ta vì chuyện này mà nhức cả đầu, không biết xử lý thế nào. Hôm nay cao mổ này đến đây là muốn dâng lên Thái Tử Phi một thượng sách. Ý người muốn ta lợi dụng cái chết của họ để uy hiếp hoàng thượng của các người, khiến hắn ta đừng nhúng tay vào chuyện của Hồng Tụ Thư Viện. Cao mổ quả nhiên không nhìn lầm người. Thái Tử Phi vừa nói ra là đúng ngay, quả thật cao minh. Chỉ cần hoàng thượng chấp nhận lời yêu cầu của Thái Tử Phi, ra lệnh cho Lục Phiến Môn điều tra chuyện này, truy tìm hung thủ, như vậy thanh diện thú Dương Chí khó thoát được tay tại hạ. Cao đại nhân quả là nham hiểm hơn người. Đáng tiếc là Kim Quốc chúng tôi không có nhân tài như ngài. Nhưng mà Kim Quốc có Thái Tử Phi đây cũng đã đủ lắm rồi. Đừng nói chuyện vô ích nữa. Sau khi chúng ta bắt được thanh diện thú Dương Chí nên làm thế nào? Đã là hợp tác với nhau thì phải phân chia cho sòng phẳng. Được thôi, cứ làm như vậy. Có chuyện gì? Không có chuyện gì. Huynh chỉ lo là sẽ có chuyện đến với muội. Muội rất tốt, không cần huynh lo. Không cần lo lắng hả? Muội có biết là muội đang ở trong nguy hiểm không? Huynh hỏi muội, muội có phải muốn hợp tác với tên họ Cao kia không? Không sai. Bọn muội không những hợp tác với nhau làm việc, giả lại còn là một việc rất lớn. Hả? Còn là một chuyện lớn nữa. Là chuyện gì? Một quả đầu quân cũng muốn biết nữa sao? Quân không muốn biết muốn làm gì. Được rồi, hôm nay quân chỉ cần nhắc cho mọi biết, mọi phải cẩn thận. Tình Cao Tiểu Cầu kia tuyệt đối không phải là người tốt. Đề tiện, xảo quyệt, nham hiểm, gian trá, giết người chi đã, mất hết nhân tính. Tên Cao Tiểu Cầu đó mọi cũng biết là người không tốt, nhưng mà trong tay mùi không có người để dùng, về điểm này huynh cũng biết. Không lẽ huynh không phải là người? À, nhưng mà huynh không đê tiện, không nham hiểm, lại rất mềm lòng. Mùi đang cần một người tâm tánh độc ác, nham hiểm gian trá, trở mặt không nhìn nhận ai. Huynh có thể làm được không? Huynh đó, đầu óc đơn giản, nhưng mà tứ chi vẫn được coi là nở nang. Nè, huynh chỉ lo lắng cho muội thôi hả? Huynh sợ muội bị người ta lợi dụng. Lợi dụng? Nếu bị người ta lợi dụng mà được đạt được mục đích của mình thì cứ mặc cho hắn lợi dụng. Huynh không hiểu tại sao muội cứ ngoan cố hoài vậy. Muội là như vậy đó, huynh có thể làm gì được muội? Không sao, chính vì muội quá cố chấp cho nên mới trở thành nhị Thái Tử Phi của nước Kim. Phải rồi, mùi là nhị Thái Tử Phi, không phải là tam Thái Tử Phi. Mùi thích như vậy mà. Được rồi, mùi thích làm gì thì mùi cứ làm đi, coi như huynh chưa nói gì cả. Tạm biệt. Khoan đã, ít khi huynh quan tâm cho mùi, mùi hiểu tâm ý của huynh, cảm ơn. Không cần đâu. Đột nhiên xảy ra càn hòa, tứ đại hộ vệ đều bị giết chết, hạ quan cũng rất đồng tình. Ngài đừng nói chuyện vô ích, làm thế nào ta nói rõ ràng rồi mà. Không lẽ ngài muốn ta nói lại một lần nữa sao? Ê, đâu dám, đâu dám. Nói thật nha, hạ quan không phải hoàng thượng và hoàng thượng không phải hạ quan. Nói sạp. Thái Tử Phi, bà không biết thôi, hiện giờ Tức Hồng Lệ trong mắt của hoàng thượng rất được sủng ái. Tục ngữ có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ đó lại là hoàng thượng. Được. Thật không ngờ người trên kẻ dưới của đại tống các ngài đều giữ thể diện như vậy. Ta vốn muốn chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, bắt được hung thủ thì bỏ qua. Xem ra cách này làm không được rồi. Tần đại nhân, ta về trước đây. Ê, xin Thái Tử Phi hãy bớt giận đã, mọi việc đều có thể bàn bạc lại. Còn gì có thể bàn nữa? Bây giờ ta chỉ còn cách bẩm báo với triều đình. Hoàng thượng của ngài không phải rất thích mỹ nhân sao? Ta muốn chóng mắt chờ xem ông ta có phải muốn đem giang sang nhà Tống đánh đổi không. Tần đại nhân, hẹn gặp trên sa trường. Ê, khoan đã, hạ quan đâu có nói là không đến gặp hoàng thượng. Bà đừng có hở ra là lấy chiến tranh ra uy hiếp người ta chứ. Chuyện nhỏ như vậy mà khơi dậy binh đao thật không đáng chút nào. Hai nước giao tranh có gì đáng hay không chứ?
binh lính hai bên đánh nhau, chỉ cần tìm ra một cái cớ thì được rồi. Lý do và biện pháp Tần đại nhân ngài đâu phải không biết đâu. Nếu như chuyện này một mai trở thành cái cớ nước Kim diệt nước Tống của ngài, thì Tần đại nhân, đến lúc đó không phải chúng tôi mà là quan thượng của ngài sẽ giết ngài để đền tội đó. Ê, đừng nói, tuyệt đối đừng nói. Hạ hoàng sẽ không lôi thôi nữa. Sáng ngày mai ta sẽ đi gặp hoàng thượng. Không phải sáng mai, mà là bây giờ. Được, bây giờ ta sẽ đi ngay.